Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Như trên màn hình chúng ta đang theo dõi là trận đấu giữa hai đội FC U23 Tomama gặp FC Nghệ Tĩnh. Vẫn là vì trọng tài khó tính như ban đầu, ông Sumo Odia. Quyết tay cố lên. Quyết tay cố lên. Trong trận đấu này U23 Tomama mặc áo quân đồng phục màu xanh bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải màn hình. Vâng, nắm chắc trong tay 6 điểm và đi thẳng vào vòng knockout. Nên ở trận đấu lần này, huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp tung ra một đội hình thử nghiệm với những nhiều cầu thủ mới mẻ, trong đó có siêu tiền vệ Trần Bắc Quýt. Anh em farm đã. Buôn đồ đi chơi. Em phun tay cho anh. Anh em phải thăm ngàn. Tuấn chạy chỗ, Tuấn chạy chỗ. Dẫn cho biên này. Bắt cánh. Trung Anh. Pha chuyển về hơi lỗi của Trung Anh. Ở trọng tài đang thổi còi kì ra tín hiệu va. Muốn Minh Tân vẫn được bình tĩnh thôi anh Tân, bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Cho nhiệm vụ bắt chính. Sau hai trận đấu chỉ để thủng một bàn, được huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp tin tưởng. Anh nhìn gửi ra Văn Đức nhỉ? Đã mất rồi. Trung Anh. Văn Đức. Cảnh người lên. 98 Khoa. Người xuống đấy, người xuống. 20 là gì? Khoa. Đây anh. Đội bạn đang cướp được bóng. Tình huống nguy hiểm. Rất may. Minh Tân đã bao lên cả vác kịp thời. Thêm một tình huống nguy hiểm, vẫn không có bàn thắng. Trận đấu mang tính chất những đội hình thử nghiệm nên tâm lý của các cầu thủ là rất thoải mái. 6 điểm đang dẫn đầu bảng. Cánh cửa bước vào vòng nốt ao 100%. Văn Quyết. Xuống luôn. Văn Cánh. Không được. Trung Anh. Rồi. Vâng, đã có bàn thắng dành cho FC Nghệ Tĩnh. Bắt cánh. Cầu gôn kìa. Trung Anh. Văn Khoa. Vẫn trong chân cầu thủ áo số 18 bên FC Nghệ Tĩnh. Cầu thủ có thế lực dồi dào. Mà
Ôi trận này đi thôi, trận này để anh em thoải mái. Văn Cảnh, Trung Anh. Mất bóng rồi. Trung Anh ơi, phá lên Trung Anh ơi. Văn Khoa. Liên tục là những pha chuyền bên U23 Tobama. Chắc thế. Pha đá bóng của Trung Anh. Không bạn đâu. Cho luôn tăng tăng thêm không biết nhà được. Phạt góc dành cho FC Nghệ Tĩnh. Bình Tân ném bóng lên. Nghĩa hàng công cao nhất là Văn Khoa. Vào cột, nhập cột, nhập cột. Đứng cọc ạ, đứng cọc. Trung Anh. Chỉ bóng cho Văn Kiều. Vẫn là Văn Kiều, không được. Chú Anh pha thì lên khá lỗi. Lên nhạt nhỉ. Vừa mới nói. Và một pha bắt bóng lỗi của thủ môn Minh Tân. Tiếp cố lên. Đá đi. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về FC Nghệ Tĩnh. Bóng lên dành cho FC Nghệ Tĩnh. Đường trình là hơi sâu của Đình Kiếu dành cho Huy Khoa. Trách vả.
Phút thứ 10 và tỷ số đang là 2-0 nhưng về VFC Nghệ Tĩnh. Trận này bình luận. Vâng, sau hai trận thắng, Bầu Hiệp đã sự thay đổi rất nhiều vị trí trong trận đấu ngày hôm nay. Đến với giải đấu năm nay, Bầu Hiệp mang một đội hình U23 rất trẻ, độ tuổi trung bình của các cầu thủ chỉ là 20 tuổi, 27 ngày. Sau hai trận thắng hừng hực khí thế, với rất nhiều sự thay đổi, các cầu thủ trẻ dường như đã bị ngợp. Bóng đang chạy chân của Trung Hạnh và mở bóng cho Bá Quyết, không được rồi, không vào, bóng đã đi vọt ra ngang trong gang tấc. U23 Ryan Tobama thực hiện sự thay đổi người, số 98 ra sân và vào sân thay cho là idol Nguyên Cúp Pệ, một trong những idol của giới trẻ, idol TikTok. Bóng trong chân của Nguyễn Quốc Vị. Không vào, rất xuất sắc. Minh Tân đã có pha đẩy bóng trước cầu môn. Với tâm lý buộc phải thắng trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC đã đang dồn lên và dần kiểm soát thế trận. Pha phạt góc cho các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về Hà Tĩnh FC. Và đánh đầu rất dứt khoát của Nguyên Cúp Bị. Bá Quyết với lợi thế thể hình của mình, anh rất có lợi thế trong những pha tranh chấp. Trọng tài đã thổi còi. Các cầu thủ bên Nghệ Tĩnh FC không còn cách nào khác, phải phạm lỗi với Bá Quyết để ngăn chặn pha phạt công vừa rồi. Với bà Real Tobama thực hiện pha đá phạt treo thẳng vào góc môn, không được rồi. Bóng đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Nguyên đá của rất bình tĩnh. Đây. Rất kỹ thuật. Bóng đang vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Rất thoáng. Rất bình tĩnh, không vào. Trung vệ Trung Anh đã có pha phá bóng ngay trên vạch vôi. Làm tí. Chị, cổ vũ đi. Đã là phút thứ 13 của trận đấu. Ở đây là các cổ động viên của bên Real Tobama. Trận đấu này đã là thuộc lượt đấu thứ 3 của vòng loại thứ 2 giải FIFA Olympic Tokyo Cup 2020. Và ngay sau lượt đấu này kết thúc sẽ là lượt ngoặt đấu thứ 3 với sự góp mặt của Real Tobama FC. Trận đấu này đến thời điểm hiện tại thì ban huấn luyện cũng đã ghi nhận được rất tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Đó là màu Hùng Eo Bích Khu. Anh hứa sẽ tài trợ một man cho cầu thủ Lào mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Không được rồi. Bóng đang trong chân của thủ quân Xuân Phong. Rất kỹ thuật. Anh có ngân hình thở con. Rất kỹ thuật. Và mở bóng rất thoáng. Căng ngang. Không được rồi. Anh không qua được sự truy cản rất quyết liệt của hậu vệ thòng bên phía Nghệ Tĩnh FC. Với thể hình rất tốt và một kỹ thuật cơ bản. Bóng trong sân của Bá Quyết, không được rồi, anh không thể theo kịp trong pha bóng vừa rồi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và tỷ số hiện tại vẫn đang là 2-0. Và mở bóng rất thoáng. Trung Nguyên Cúp Bi, anh không chế bóng. Vẫn còn, không được rồi.
Nguyên Copy đã không theo kịp bóng trong rồi. Vâng, trọng tài đã đổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Nghệ Tĩnh FC. Anh em động viên các em nói đi. Đội sẽ kêu kê 5 phút okay, chúng ta sẽ bước vào hiệp thứ hai. Tốt. Vâng, màn động viên các cầu thủ của ban huấn luyện. Trận sau đá kiểu chạy